À, hôm nay mình nhận được hai con SHI đời 22 nha anh em. Ở đây có trò vui cho anh em coi nè. Mình sẽ gắn một bên đây là bóng đèn LED Z10S vô để cho anh khách thứ hai này anh so sánh thử là cái đèn zin của ảnh này nè. Nó sẽ có độ sáng so với đèn LED đã thay như thế nào, có thực sự là hiệu quả hay không? Thì anh đó mới quyết định thay. Bây giờ con đầu tiên này thì mình đã thay rồi. Nhưng mà mình sẽ chỉ cho anh em một cái vấn đề nữa trên cái dòng SH này. Đó chính là cái việc mà thay bóng đèn đồng hồ cho nó. Thì đa số anh em mình á thì trên dòng SH này á đều chỉ biết là nó chỉ có hai bóng thôi để rọi đồng hồ thôi nha. Đây mình mở ra cho anh em coi nè. Một bóng nè. Bóng nữa đây là hai bóng. Hai bóng nè. Và một cái bóng nữa nha anh em. Nó nằm ở dưới đây nè, ở dưới cái bó dây ở trong cùng đây nè, đó rất là khó tháo ra. Cho nên là nhiều anh em mình thay đèn đồng hồ thì mình biết rằng là chỉ có thay hai bóng chứ không phải là ba bóng, nhưng mà thực chất là cái đồng hồ này nó có tới ba bóng lận. Mình cắm vô cho đỡ chói cho anh em dễ thấy. Rồi lấy cái bóng thay vô nữa đi cho khách coi. Bóng thứ ba nè anh em, bóng thứ ba này nó rọi ở góc dưới của đồng hồ nha, nó rọi lên cái đồng hồ giờ ở dưới nè, cái dưới cùng nó rọi cái đồng hồ giờ nè anh em. Khi mà thay đèn led vô nó sáng hẳn luôn, còn để bóng zin nó mà đuôi à. Bây giờ cả cái đồng hồ mình sáng rực lên rồi, rất là đẹp nha. Đó, tổng cộng là ba bóng cho anh em mình biết đường thay, chứ không là đa số tất cả mọi người đều nghĩ nó chỉ có hai bóng mà. Rồi màn so sánh kịch tính bắt đầu nha anh em. Hai chiếc bên này là đã Z10S rồi. Ở bên này là đang để bóng zin. Rồi bắt đầu lên đèn zin đi. Đèn zin. Chúng ta đã có một cái đèn zin lên để cho anh em thấy độ sáng đó nè. Đèn zin xe này là xài bóng 60W nha anh em, chứ không phải là đèn 35W đâu. 60W là độ sáng đã gọi là hơn mấy dòng xe thông thường rồi đó. Mà độ sáng nó như vậy. Rồi bây giờ mình sẽ lên đèn led cho anh em coi nè, có lấn át được nó hay không nha. Đây. Hoàn toàn lấn át luôn. Nè. Hoàn toàn lớn ác, không có gì để mà phải bàn cãi ở đây nữa. Trăm nghe không bằng một thấy, hai anh khách của mình cùng chứng kiến cái độ sáng của nó, sự thay đổi khi mà mình đã nâng cấp ánh sáng. Đèn zin nó quá tệ luôn. Rồi bây giờ lên pha đèn zin đi, lên pha đèn zin. Rồi bây giờ mình lên pha đèn đổ đi. Anh khách hút thuốc cho nên mình quay hơi gián đoạn chút xíu nha anh em. Rồi bây giờ lên pha của đèn zin nè, đó. Rồi tắt đi. Pha của đèn độ nè, khác một trời một vực luôn nha anh em. Rồi đến đèn zin lại. Rồi đèn tăng sáng nè. Đó, để hai cái chồng lên nhau cho anh em coi luôn nó khác biệt cỡ nào luôn ha. Tất nhiên rồi, led thì nó phải sáng hơn rất nhiều rồi. Đèn zin có cái đường cắt sáng như thế nào thì đèn led gắn vô nó y chang vậy luôn. Anh em nhìn kỹ nha. Rồi tắt đi. Đó, y chang luôn, không khác gì hết. Nó đảm bảo được cái yếu tố đó là sáng như không chói. Nhiều anh em thay đèn cứ nghĩ là sáng là nó chói lắm, nhưng không phải đâu. Sáng là một chuyện khác mà chói hay không lại là chuyện khác. Đèn càng sáng gom chuẩn thì càng không chói, mà đèn càng coi như là càng chói thì lại càng không sáng. Tại ánh sáng nó đi tè lè ra tùm lum hết nó mới chói người ta thôi. Thì lúc đó khi mà không gom á là bản thân mình chạy xe là không sáng, nhưng mà rất chói cho người khác. Còn đèn này sáng gom chuẩn thì sáng cho mình nhưng lại không chói cho người khác. Hai cái yếu tố đó nó trái ngược rồi đó đó. Cho nên là độ đèn là càng độ đèn là độ độ đúng bài đúng chuẩn luôn thì không có chói ai hết. Thì đây anh em coi luôn cái đồng hồ đã lên nè. Ba con led nè, sáng rất đẹp nha. Đó. Đồng hồ này nhờ cái con led cuối cùng mà anh em đa số không biết là nó sáng trưng lên nè. Và cái này cũng sáng rất đẹp nè. Đó. So với bên này anh em nhìn lại nè, không thấy gì hết trơn thấy không? Đó. Một bên là đã độ, bên chưa độ là đã thấy là nó khác biệt rồi. Này anh em chỉ nhìn thấy cái số ngoài ánh sáng mặt trời rọi vô thôi. Ánh sáng phòng rọi vô thôi chứ không thấy cái nền đâu luôn. Còn đây nè. Anh em sẽ thấy khác biệt hoàn toàn. Đó, ánh sáng dưới led nó rọi lên nè, đẹp cực kỳ, lên ra cái màu hồng rất đẹp đúng không? Còn đây đâu thấy màu hồng gì đâu. Toàn là thấy ánh sáng ở ngoài căn phòng nó dọi vô xe không à. Không thấy ánh sáng dưới nền lên. Đây là ánh sáng dưới nền lên nè. Rồi, cuối cùng thì mình đã có thể thuyết phục được cái sự tò mò của khách hàng so sánh chính xác được giữa hai cái bóng halogen zin và bóng led sau khi tăng sáng của mình nó có hiệu quả như thế nào. Thì cái ánh sáng này thì mình có thể ước lượng được nó phải sáng gấp 5 tới 6 lần đèn zin nha anh em. Gấp 5 tới 6 lần lận. Rồi, anh em mình vui lòng tham khảo để mà độ cho cái đèn này. Đèn này thì hiện tại đang có giá là 1.100.000 nha anh em. Đó.